Rồi, sẽ mời anh Lại Bình trước. Rồi, đang mời anh Lại Bình ạ. Lâu chào anh Bằng. Vâng, xin chào. Thì ở đây mình tập trung mình vừa nãy, thực tế ra là giả sử như là Dũng Võ nói chẳng hạn, mà tôi mà giải thích thì nó dài dòng lắm. Một vấn đề giải thích rất dài dòng, thì nói chung là thôi để Đúng rồi ra anh. đấy, rồi anh em mình lên cùng nhau phản biện, chứ không phải là ví dụ mình sẽ phải phản biện rất ngắn gọn thôi. Đấy, mình Anh cô sẽ lại mình phản biện. nói rất ngắn gọn. Đúng rồi. Những gì Dũng Võ nói hoàn toàn sai hết, Rồi. không có căn cứ. Tại vì nói về vấn đề mà Dũng Võ nói là tôi gửi tiền vào Việt Nam tôi có quyền cái đó không, cái đó là hoàn toàn sai. Trên vấn đề một người mà sống ở Mỹ mà nói câu nói đó là hoàn toàn sai. Dũng Võ không có quyền, anh không có lá phiếu. Ngay cả anh ở nước Mỹ mà anh không, anh muốn đi bầu anh cũng phải đăng ký, anh phải có cái tờ giấy đi bầu Rồi cho cái anh Nguyễn Chí chờ tí sau anh Lại Bình nhé, tôi sẽ mời anh Nguyễn là Chí. anh mới đi Vâng. bầu. Còn vấn đề tham nhũng tôi nói cho anh biết, ở xã hội nào ngày hôm nay nó vẫn có vấn nạn hết trơn á. Mỹ thì nó đầy vậy, tại anh không chịu nghiên cứu, anh không chịu xem thôi, anh cứ nhìn về Việt Nam mà anh thấy cái chỗ này chỗ kia thì anh thấy nó khủng khiếp lắm. Còn anh nói vấn đề mà giao thông, tôi nói anh vấn đề tham nhũng Việt Nam hiện nay á là có cung mà có cầu, vấn đề giao thông cũng vậy. Tôi đi về Việt Nam tôi sống 10 năm rồi tôi biết hết trơn à. Tôi nói cho anh biết, đi ngoài đường á anh chở hai chở ba không đội, anh phạm luật người ta mới phạt anh thôi. Mà anh đúc anh năn nỉ không được rồi anh mới quay phim rồi anh lên anh la anh khóc. Cái chuyện đó tôi nói anh bên Mỹ ha, thằng cảnh sát Mỹ ha, nó mà ngừng anh, nó thấy anh, nó nghi ngờ, nó ngừng anh là nó bập, nó kêu anh ngồi là ngồi, đứng là đứng, im là im. Anh ra tòa ông tòa bảo anh cũng vậy, ngồi là ngồi, đứng đứng là im, chứ không có mà cái kiểu mà vậy. Những người mà ở hải ngoại như bọn anh nói vấn đề tham nhũng ở Mỹ, tôi nói anh những cái vụ mà xì căng mà nó những cái scandal từ ở trong mà bộ chính trị của Mỹ hả, nó như nồi cháo heo. Ngay cả hai tôi đưa hai cái đại án mà của Mỹ, thằng Watergate với lại cái thằng Watergate có liên can tới ông Nixon nè, có liên can tới bà Hillary Clinton nè, rất là nhiều tay kịch cọ. Này, Mà khuyên nó có ai đi Châu Đăng tù đâu, Khải nhá, Châu Đăng Khải lịch sự một chút. đâu có ai đi tù Đúng đâu, rồi. anh thấy không? Rồi anh nhìn xong á, trong cái vụ mà kinh tế Mỹ sụp năm 2008, những cái thằng đại công ty của Mỹ, mấy cái thằng mà làm cho suy sụp á, tôi có cái link luôn cho các anh chị các bạn xem, tôi nói là là có bằng chứng hết, ai muốn tôi đưa dẫn chứng link đều có hết. Mấy thằng đó nó vẫn sống nhẫn nhơ thôi. Hai cái thằng mà Fed của thằng hai cái thằng mà ngân hàng trung ương của Mỹ đó, hai cái thằng mà gọi là thống đốc, cái thằng mà gọi là CEO đó, nó làm bại hoại hai cái công ty đó, rồi cũng có thằng nào đi tù đâu, lãnh tiền cho mày về hưu nghỉ đấy, cuối cùng có thằng nào đi tù đâu. Nó bắt cũng tùy theo thằng thôi, giống như nó bắt như bóng bắt như ông Medvedev đó, ông Medvedev ông gian lận, ông tham nhũng, ông gian lận 50 tỷ, nó quốc ổng quốc luôn hai thằng con ổng treo cổ luôn. Anh thấy không? Tôi nói cho anh biết, nó bắt cũng tùy theo rồi. Những cái vụ nào mà liên can tới chính trị hả, nó cũng ém nhẹm hết. Nó đâu có ngu gì. Anh nhìn coi, ngay cả ông tổng thống Mỹ, ông Jimmy Carter, đó, là ổng còn tuyên bố mà Mỹ mà tham nhũng hối lộ những vấn đề mà vấn nạn của Mỹ, ổng còn nói mà cái anh vô anh nghe cái bài mà diễn văn của ông, bài cái cuộc mà phỏng vấn của ông Jimmy Carter, ổng còn than phiền về nước Mỹ vấn đề mà tham nhũng hối lộ như thế nào, bỏ là 300.000 là chạy qua chạy chức chạy quyền được rồi. Anh đừng có nhìn về Việt Nam mà anh nói những cái vấn nạn Việt Nam hiện nay đảng và nhà nước Việt Nam đang khắc phục rất là tốt, tới nỗi mà cả thế giới người ta nghiêng mình mà người ta phải nể phục về những khắc phục đó. Chính vì sự khắc phục tốt đó mà đã làm cho những cái giới đầu tư của nước ngoài, những cái giới nhà kinh doanh đại tư bản của nước ngoài, họ đã có những cái sự tin tưởng vào Việt Nam và họ đã đổ tiền đổ của vào Việt Nam. Ngay cả những tờ báo lớn kinh tế của Mỹ, người ta còn đưa ra những cái bằng chứng Việt Nam sẽ là một con hổ của vùng châu Á trong tương lai. Người ta những nhà kinh tế gia người ta còn bình luận như vậy. Anh chỉ nhìn những cái sự nhỏ nhặt của Việt Nam mà anh không nhìn những cái sự nhỏ nhặt của nước Mỹ anh đang sống. Mấy anh là những người mà ở bên nước Mỹ mà anh chỉ nhó về Việt Nam, mấy anh tôi gọi là gì, bới lông tìm vết, vạch lá tìm sâu. Nước Mỹ nó cũng như nồi cháo heo thôi, nó như nồi cháo heo. Tôi nói cho anh biết, nó cover up. Tại vì sao? Nó che đậy được, nó có tiền nó bỏ ra, mày la hả cho mày ăn rồi xong im câm Ok. mồm đi về. Anh thấy không, nó chỉ có vậy thôi. Anh thấy, tôi hỏi anh nè, ông Bill Clinton quốc con nhỏ Monica Lewinsky,
tại trong White House trước 300 triệu dân Mỹ ông nói láo. Thế thì ông có bị cách chức, ông có bị ở tù không? Hả? Ông phạm một cái bia ông hiến pháp của Mỹ. Tôi hỏi anh có ở tù không? Đéo có ở tù. Trong khi đó phải đền cho con nhỏ đó. Bước con nhỏ có một chơi tình một đêm thôi, 300 triệu, chưa nói tính là cái những cái tiền mà phải luật sư này kia. Anh nghĩ là biết bao nhiêu tiền rồi đổ ra. Rồi cuối cùng bây giờ ha, vợ chồng ông bà sao? Sống trên nhung trên lụa, biết bao nhiêu người dân khác phải khổ, hơn 40 triệu người dân Mỹ phải sống lang thang, trong đó có cả những người Việt Nam sống vô gia cư. Mà trong khi đó biết bao nhiêu những người dân Mỹ, hàng triệu người dân Mỹ đóng tiền vào trong trong cái nước Mỹ. Tại sao bây giờ ông Trump ổng phải lập lại cái trật tự của nước Mỹ? Nó đã quá messy rồi, nó đã quá khủng khiếp rồi. Tại sao cái cuộc vận động của ổng là ổng muốn làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại? Tại vì những đời tổng thống trước nó đã thao túng, nó đã thao túng cho thằng China, nó đã thao túng những tụi tài phiệt. Bây giờ ổng muốn ổng phải lập lại cái trật tự đó. Cho nên bây giờ ông phải đánh đông dẹp tây, ông bị chống đối khắp mọi nơi hết. Ô, mấy ông là chống cộng, mấy ông ngồi trên nước Mỹ, mấy ông toàn là xảo trá, mấy ông là chỉ có tôi mới trị mấy ông được thôi. Tôi nói thật, tôi nói tôi không nói giống như anh Bằng đâu, tôi nói cho nói vì nước Mỹ, tôi nói cả năm cả tháng cả ngày này qua ngày kia cả nói tôi nói hoài không hết. Đó, tại vì tôi đang ở Mỹ, tôi ở Mỹ hơn 30 năm rồi. Tôi đi trong lòng mấy ông, tôi đi trong ruột mấy ông, tôi đi ra toàn là xảo trá bịp bợm. Xin trả microphone lại cho diễn đàn, tại vì có nhiều người chờ, khi nào có dịp tôi sẽ chia sẻ thêm đề tài này. Xin trả microphone lại các bạn. Rồi anh cứ nói một tiếp một tí nữa đi. Rồi, ok anh Bằng, nói chung là anh cứ nói cứ khoảng 5-10 phút đợi. Vâng. Dạ, tại thấy vâng. Có mấy anh em đợi, nó không phải giống vâng. Như Bụng Võ nói đâu. Bụng Võ này tôi nghe chia sẻ ở diễn đàn của Duy Nguyễn nhiều lần rồi. Mấy ông qua bên Mỹ, mấy ông cài như trâu như bò vậy. Mấy ông đóng thế thằng Mỹ, nó cốc đầu mấy ông như con chó vậy. Đéo lắm, dạ, thưa, vâng. Chứ là tôi nói là mấy, còn quay về Việt Nam thì mấy ông ô giao thông, ô bệnh viện, ô cái chỗ này nghèo, ô chỗ kia nghèo. Tôi gửi tiền về Việt Nam, mấy ông có ký cái tờ giấy nào để tôi gửi tiền cho ngân hàng nhà nước Việt Nam không? Khi nào mấy ông nói là mấy ông tôi làm được điều đó, tới nỗi nhà nước Việt Nam ra cái nghị quyết 36 kêu gọi mấy ông kể để rồi, thằng Châu Na Khải cho mấy ông vui. Có cái cơ hội cho mấy ông có cái cơ hội sao đăng ký công dân để đặng giữ quốc tịch. Mấy ông còn leo lên mạng diễn đàn chống cộng, mấy ông chế nhiễu nhà nước Việt Nam, mấy ông làm như mấy ông là Việt Kiều, mấy ông ngon lắm vậy. Mấy ông nhà nước Việt Nam ra cái nghị quyết định đó bao nhiêu năm mà mấy ông đâu có thèm đâu, mấy ông còn không thèm, quay qua mấy ông chế nhiễu đủ mọi cách hết. Rồi bây giờ nói muốn mệt lên rồi bây giờ thiệt đó, nói muốn mệt lên luôn, tôi tức anh Bằng, xin lỗi anh chị em các bạn nha. Vâng. Cười một cái cho nó bình tĩnh lại, thấy mà giận run. Bấm cho nó thoải mái. Enron nè, công ty điện lực, người nào ở Texas á. Thiệt chứ nãy giận rung. Người nào ở Texas biết cái công ty Enron đó, mẹ nó chơi cái thằng CEO hả, nó quất cái hả, những người mà làm trong công ty bao nhiêu tiền retirement mất dân yêu dắt hết trơn luôn. Rồi cuối cùng người dân, những người đó hả, mất trắng tay luôn. Kinh tế năm 2008 sụp. Rồi mấy cái dân mà trung lưu ai cứu, có ai cứu đâu. Obama bỏ ra 3 trillion là 3.000 tỷ để cứu mấy thằng đại tư bản không? Nó bay cái thằng welfare rồi CEO nó bay máy bay, nó lấy private jet, nó là máy bay tư nhân á, nó qua bên Washington DC cái đặng nó nhận tiền viện trợ bà mẹ, trong khi đó dân mất nhà mất cửa mất tụi bay mất làm lại à, nó đem và nó cứu công ty xe hơi, nó cứu ngân hàng, nó cứu mấy thằng toàn là mấy thằng đại tư bản không, còn dân tụi bay mất, tao kéo nhà tụi bay làm lại từ đầu, ra đó cài như trâu như bò. Mấy ông, tôi hình như trong Dũng Võ này tôi nhớ, ông ở Atlanta hay gì phải, ông ở cái tiểu bang nào mà ông đi mua nhà cũ về ông sửa ông cho thuê. Tôi nói mấy ông, thằng Mỹ đâu phải là giỡn đâu, đời sống ở bên Mỹ tôi nói đủ thứ chuyện hết. Vấn đề mà tệ nạn, vấn nạn xã hội Mỹ cũng vậy.
chuyện mà nói tham nhũng, tôi nói mấy ông không có chịu nghiên cứu thôi, mấy ông đánh vào trong trong thống kê, trong Google mà đi tìm hiểu về về vấn đề mà xã hội nước Mỹ coi. Tôi nói những gì là tôi dựa trên những truyền thông của Mỹ thôi. Tất cả những gì tôi nói trên những cái tin tức của Mỹ, mấy ông dở xem cái đài Johnny 60 Minutes, nó nói rất là hay những cái vấn nạn xã hội của Mỹ, nó nói tọt bóng heo rồi hết. Nó nói còn hay hơn tôi nói nữa. Chứ không phải là mấy ông nói tôi nói xấu nước Mỹ đâu. Tôi bảo là đã đảo Lê Minh, trọng sách Lê Minh về Việt Nam ở đi. Ủ gì thằng Lê Minh. Tôi nói mấy ông, đừng có nghĩ là mấy ông ngồi để tranh đấu người dân Việt Nam người ta. Ngày xưa khi đất nước còn nghèo khổ thì mấy ông bỏ chạy mẹ ra biển hết, lao biển hết. Bây giờ đất nước đổi mới phát triển mở cửa cho mấy ông về thì mấy ông vạch lá tìm sâu, bới lông tìm vết, làm thì như con cặc, thấy mặt thì đầu tiên cái kiểu giống vậy, làm không có cái ôn gì hết. Mà cái quay Việt Nam nghèo, Việt Nam khổ, mấy ông Việt kiều bây giờ mấy ông về Việt Nam mấy không có cửa đâu nữa. Việt Nam chuẩn bị sản xuất xe hơi kìa, VinFast đó. Rồi nếu mà có Thi Sơn ở đây thì thích. Ok mình mời. Mấy người trí thức ở bên Mỹ người ta hiểu biết, người ta quay Việt Nam rồi, thấy thằng tiến sĩ Trần Vinh Dự không? Nó bỏ lương 100.000 đô năm bên Mỹ, nó về Việt Nam, nó xách cái resume của nó đi xin việc có 5 triệu, 10 triệu à. Mà bây giờ người ta về Việt Nam là như thế nào? Đấy. Những thằng bác sĩ mà ở bên Việt Kiều Mỹ, nó bên Mỹ đó, nó về Việt Nam, nó làm rồi, diện ở anh Việt có người giới thiệu, có một anh Mai Tây Sơn. Rồi một lát nữa tôi sẽ mời anh. Vâng.